dục đó quá anh. Ừ. Đau quá. Là nó mệt khi em tập chạy đúng không? Tập tất cả các bài tập nằm mông đùi chân. Cảm giác thì sao? Nhức đầu rồi, buồn nói quá. Rồi. Rồi chóng mặt. Rồi, những lúc như thế này nhớ về những cái món ngọt mà mình đã ăn. Cảm giác như thế nào? Ăn xong rồi thì nó cháy ra rồi là thôi. Anh nói em biết là nãy giờ em tập cỡ tầm hả, chưa tới 300 calorie trong vòng nửa tiếng mà em muốn ói luôn rồi. Ly trà sữa nó cỡ 600 calorie á em. Dạ mà vẫn có một đứa bạn của em uống được 2 ly trà sữa một ngày. Ồ. Quá kinh khủng. Và cảm giác của em như khi em đi học mỗi ngày em thấy những người cao thấp hơn em nhưng mà bự con hơn anh. Bạn gái thì em cảm giác như sao? Em sợ mấy đứa lắm luôn. Chứ em thấy là chỉ có thể là nó đẹp cho chăng thôi. Nó to cỡ nào em có thể miêu tả được hay không? Trời ơi, em không biết luôn mà. Cái cửa như vậy. Tắt cái quạt xíu, nó nói dễ nghe, tắt điện thoại cái. Sao miêu tả cho anh nghe coi, các bạn tân sinh viên năm 2000 đến trường đại học nhưng mà có một cái cơ thể của những cô gái sinh năm 2000 của thế kỷ 21 cao bằng em cỡ 70-80 kg, họ to như thế nào? Trời ơi, cái cửa hơn 1 mét có tí xíu thôi mà nó đứng mà em không tài nào mà chen vô nổi. Em vừa nhấc được một cái nách của nó là nó hít một phát là nguyên cái bên này của em tính luôn rồi đi về luôn. Ghê vậy? Không thể nào mà chen vô được. Là bự mà nó đi mà nó lỡ quẹt em cái mà em sưng mặt luôn đúng không? Trời ơi, nay Dung đi nhìn em xong còn hỏi em là tại sao là cái mặt em lại như vậy luôn. Ồ. Không thể tin được, sợ quá sợ. Em có muốn thử cảm giác mà em nặng 70 kg mà em tập gym không? Không mấy giờ mình cái cục tạ 20 kg kìa đó. Bây giờ mình mấy cục 5 kg mỗi bên nhưng mà chịu không nổi. Nói chi đeo thêm cái ba lô. À, nó thế 20 kg. Mấy bạn đó là đeo thêm 20 kg mỡ lên trên người luôn á. Trời không tin được luôn. Nhỏ bạn em nó có 48 kg thôi. Ừ. Nhưng mà cái eo của nó bự hơn eo em, eo nó đến 85 luôn. Ghê vậy? Một ngày nó uống 2 ly trà sữa nó chịu được. Cái bụng em đang 69 á. Bụng em đang 69. Mà tập xong nó không bự gì. Tập xong nó còn mỡ. Mỡ lôi ra cỡ đó nữa. Đó thấy chưa? Dư quá trời mỡ luôn. Mà tưởng tượng bụng mà 85 thì nó kinh khủng lắm luôn á hả? Không thể tin được. Bụng ngấn. Bộ cao mà chơi là. Mà cao cỡ nhiêu mà bụng 85? Cao cỡ 1m6 em thôi. 1m6 như nhưng em mà rồi. 1m8kg nhưng mà cái bụng nó nặng có 48kg mà bụng 85cm. Cái kiểu đó là ngồi văn phòng, ngồi nhiều, lười tập thể thao mà uống trà sữa, uống đồ ngọt, uống bia nhiều quá. Cái này chơi là rượu em đi mua trà sữa uống, một ngày nó phải uống đến 2 ly trở lên nó mới chịu được. Nó thấy một ngày nó tốn 100.000 tiền trà sữa à? Chính xác anh, nó tốn tiền xe buýt là nó rất là tiếc, nhưng mà nó tốn tiền trà sữa là nó không bao giờ tiếc. Ủa thế một tháng nó tốn 3 triệu tiền trà sữa và một năm nó tốn 36 triệu tiền trà sữa. Ủa kinh thế. Trời nó không dồn tiền nó để về để nó tập thể dục mà nó chỉ để uống trà sữa thôi. Trời ơi, nó chi phí. Nó không uống trà sữa nó không chịu được. Chi phí tập luyện ở trung tâm cao cấp như các phòng gym 5 sao một năm có cỡ tầm maximum 10 triệu. Cỡ bình quân là có sang chảnh lắm là cũng tự cỡ từ 6 triệu đến 10 triệu một năm thôi. Mình một năm nó uống 36 triệu tiền trà sữa. Dạ mang gì. Rồi nhưng mà lớp em được nhiều đứa giống vậy? Lớp em đứa nào cũng vậy hết anh. Đa số là con gái rất là đông. 49 đứa nhưng mà đến hơn nửa phần trăm là con gái rồi. Mà mỗi con đi theo đều có trong cặp bịch bánh tráng, bịch kẹo, bịch đồ ăn gì đó. Cứ vô lớp là nó chỉ có ăn thôi. Anh chứ nói chung giờ là như vậy mới là phong cách đúng không? Đúng rồi. Em đi không gặp đứa nào mà vừa tầm như em luôn á. Hôm bữa em đi em gặp em, hai con. Em là em ốm nhất là em suy dinh dưỡng nhất là đó đúng không? Em gặp hai con chở nhau. Mà hai con nó nặng bự như nè, chạy trên cái xe đạp điện. Không thể tin được. Quá kinh khủng luôn. Em từ từ lên trên cầu Sài Gòn. Em tưởng tượng cảnh nó bị tụt xuống. Nó có sập xe không? Cái xe nó chỉ có nhún thôi, như là nhún tại chỗ chứ nó không thể nào mà nhích từng bước mà mượt mà được. Em không tin được mà cái xe nó chở được hai nhỏ nó luôn. Rồi kết thúc bộ phong vấn của chúng ta về chào các bạn. Rồi về những điều mà chúng ta không thể nói được nữa.